hàng rào máu não là một màng duy nhất bảo vệ hệ thần kinh trung ương khỏi bị tổn hại. Hàng rào sinh lý này được hình thành bởi một mạng lưới các tế bào và mạch máu giúp điều chỉnh một cách cẩn thận sự di chuyển của các phân tử, tế bào và vật chất giữa máu tuần hoàn và não. Một loạt các rối loạn não có liên quan đến các khiếm khuyết trong mạng lưới đó. Các nhà nghiên cứu hiện đã phát triển một loại thuốc mới có thể sửa chữa những khiếm khuyết đó. Trên mô hình chuột, những liệu pháp này làm giảm hiệu quả các tổn thương xảy ra trong não sau đột quỵ và giảm sự tiến triển của u nguyên bào thần kinh đệm, một loại ung thư não phổ biến. Trong công trình gần đây được báo cáo trên tạp chí Science, các nhà nghiên cứu do giáo sư Benoît Van Houlébecque thuộc Đại học Tự do Bruxelles ULB đứng đầu đã nghiên cứu các phân tử có liên quan đến sự phát triển của hàng rào máu não. Họ đưa ra giả thuyết rằng một số phân tử này có thể giúp sửa chữa tổn thương hàng rào máu não. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng một protein tín hiệu có tên WNT7AB có thể hoạt động trên nhiều con đường sinh hóa khác nhau, có thể tác động đến hàng rào máu não thông qua một phức hợp màng gọi là GPR124-GRK thụ thể kết hợp với protein GPR124 và glycosylphosphatidylinositol được neo giữ trong glycoprotein GRK. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các phân tử có thể kích hoạt GPR124-GRK trong các mô hình khác nhau và nhận thấy rằng chúng được dung nạp tốt. Thuốc cũng có thể giúp phục hồi chức năng cho các mạch máu đã trở nên quá thấm. Tính toàn vẹn của hàng rào máu não cũng được tăng cường nhờ chất chủ vận GPR124-GRK. Các đặc điểm phân tử và tế bào chứng tỏ quy định chặt chẽ về cách vật liệu được trao đổi đã được quan sát thấy. Trên các mô hình động vật, thuốc giúp tăng cường hàng rào máu não và làm chậm sự tiến triển của các trạng thái bệnh khác nhau. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những loại thuốc này hoạt động theo một cách rất chọn lọc. Van Houlébecque nói, một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của nghiên cứu này là mức độ đặc hiệu mà các mạch não bệnh lý đáp ứng với phương pháp điều trị thử nghiệm này. Khi họ thiết kế lớp phân tử mới này, các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ quá trình phát triển tự nhiên. Các loại thuốc họ tạo ra có thể đạt được mục tiêu điều trị một cách hiệu quả và để các mô khỏe mạnh khác trong cơ thể không bị xáo trộn. Van Houlébecque nói thêm, giờ đây, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu những loại thuốc này có thể giúp điều trị các chứng rối loạn não khác hay không. Van Houlébecque và ULB cũng đã thành lập một công ty Novasque Biotechnology để tập hợp các nhà đầu tư công và tư, đồng thời đưa phương pháp điều trị bệnh thần kinh này đến phòng khám. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!